Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tiếp kết cục cuối cùng của Mộ Dung Thanh Y và nhân vật mới xuất hiện Tiết Nhã sẽ làm ra chuyện gì trong tập 24 của bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang. Truyện được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh truyện ngôn tình cổ đại. Biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Hãy comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video để nhiều người biết đến kênh truyện hơn nữa. Bấm đăng ký để nhận thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 123. Mộ Dung Quý Phi qua đời. Trong mắt Khấu Nhi thoáng hiện lên một điều gì đó, có chút hâm mộ nói. Thân phận Nhã Trắc Phi tôn quý, hiện tại lại đang mang thai tiểu vương gia, vị trí chính phi đã sớm là vật nằm trong túi. Tiết Nhã nghe vậy nở nụ cười rạng rỡ, có vui mừng cùng hạnh phúc, còn có mấy phần thỏa mãn. Nghe nói mấy ngày trước vương gia phái người muốn đón vương phi vào cung. Khấu Nhi thở ơ cười một tiếng. Chuyện khi nào vậy? Tiết Nhã thu hồi nụ cười, con người tối sầm lại trầm giọng hỏi. 3 ngày trước, nghe cận vệ bên người vương gia nói vậy. Khấu Nhi tiếp tục nói. Sắc mặt Tiết Nhã trở nên nặng nề, giữa hàng lông mày mơ hồ có một chút âm u. Bưng ly trà trên bàn, nhấp một ngụm, nhếch miệng nói. Hắn đối với những nhân kia rất thâm tình. Mới chưa được mấy ngày đã vội vã muốn đón nữ nhân kia tới đây hưởng phúc. Trắc Phi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như Vương Phi tới đây, nhất định sẽ chiếm hết sự chú ý của Vương gia. Khấu Nhi chau mày lại tràn đầy lo lắng. Có thể làm sao, cũng đã phái người đi đón rồi. Nói không chừng hiện tại cũng sắp tới nơi rồi. Tiết Nhã rót cho mình thêm một ly trà nữa, chậm rãi nói. Trắc Phi, nếu không bây giờ chúng ta tìm người diệt trừ nữ nhân kia, để cho nàng ta không đến được hoàng cung. Con người Khấu Nhi xoay xoay, một vệt độc ác xẹt qua. Tiết Nhã ngừng động tác, xoay người lại quan sát nét mặt của Khấu Nhi. Khấu Nhi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến cho sợ hãi, ý thức được mình nói hơi quá lời, lập tức quỳ xuống. Người run rẩy gì chứ? Tiết Nhã nhíu mày. Nô tỳ vượt quá khuôn phép rồi, xin Trắc Phi thứ tội. Giọng Khấu Nhi khẽ run, làm như đang vô cùng căng thẳng. Sắc mặt Tiết Nhã trầm xuống, chợt nhoẻn miệng cười. Ngươi cho rằng bản phi giận ngươi? Khấu Nhi ngẩn ra, tiếp theo ngẩng đầu lên mở to hai mắt, có chút không dám khẳng định nói. Chẳng lẽ không đúng? Dĩ nhiên không phải. Tiết Nhã không chút nghĩ ngợi lập tức phủ quyết, sau đó cười khẽ một tiếng. Sao ta lại giận ngươi? Ngươi đã nói ra tiếng lòng ta. Nữ nhân kia sống một ngày đối với ta chính là một ngày nguy hiểm. So với ngươi, ta càng muốn làm cho nàng ta gặp Diêm Vương sớm hơn chút nữa kìa. Khấu Nhi buông lỏng vài phần sợ hãi trên mặt, nhưng vẫn còn hơi dè dặt. Nịnh nọt nói, nữ nhân kia đương nhiên là thua xa Lắc Trắc Phi người. Vương gia đối với nàng ta nhiều lắm, chỉ là chơi đùa một chút thôi. Chờ sau khi sinh được tiểu vương gia sẽ không thèm liếc mắt tới nàng ta nữa. Tiết Nhã đứng dậy đi tới trước mặt Khấu Nhi, ôm bụng cúi người xuống, lại gần bên tai Khấu Nhi nhỏ giọng nói. Người rất hiểu tâm tư của ta, rất biết cách nói chuyện. Sắc mặt Khấu Nhi hơi biến đổi, cười gượng nói. Nô tỳ chỉ là quan tâm Trắc Phi người, chỉ cần có người, cuộc sống của nô tỳ khẳng định càng thêm tốt đẹp hơn. Người rất thông minh, chỉ mong ngươi nhớ lời ngày hôm nay, chăm chỉ làm việc cho ta, hiến kế cho ta. Chờ sau khi ta ngồi lên vị trí thuần vương phi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Tiết Nhã đưa tay tới đỡ Khấu Nhi. Một đôi mắt đẹp thoáng qua ánh sáng bén nhọn, khóa thật chặt người trước mặt. Trong mắt Khấu Nhi chợt lóe lên sự hoảng hốt, tâm tư xoay chuyển liên hồi, trịnh trọng gật đầu. Nô tỳ chỉ trung thành với một mình Trắc Phi. Được rồi, trời càng lúc càng nóng, người đỡ ta trở về phòng nghỉ ngơi, tránh làm hại tới Hải Nhi. Tiết Nhã dùng tay vuốt ve bụng mình, nghiêng mắt nhìn Khấu Nhi một cái. Cái nhìn kia rất có thâm ý. Khấu Nhi từ nhỏ đã bị phụ thân đánh cược bán vào vương phủ, vẫn luôn là nha hoàn hạ đẳng, nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày. Về sau theo hầu Tiết Nhã, giờ phút này nàng ta vội vàng vươn tay đỡ lấy chủ tử, nở nụ cười lấy lòng. Trắc Phi, chúng ta nhanh chóng trở về phòng, chắc bây giờ vương gia đang đợi. Nói đến Hạ Hầu Thuần, khóe môi Tiết Nhã hơi cong lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, gò má khẽ ửng hồng. Vân Tuyết Phi núp ở phía sau thân cây, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, không nhúc nhích nhìn chăm chăm gương mặt tươi tắn, mang dáng vẻ của người làm mẫu thân kia. Trong đầu một lần nữa dần hiện ra nụ cười quỷ dị đó, còn có thanh gươm sắc bén, sắc lạnh như băng kia.
Tiết Nhã, ngươi hận Tiết Phỉ, hận đến mức muốn giết chết nàng sao? Là chỉ vì vị trí đích nữ, hay là còn vì tên nam nhân Hạ Hầu Thuần kia? Vô số vấn đề không tìm được đáp án, khiến cho đầu nàng đau nhức, sắc mặt nàng mờ mịt không rõ. Đợi đến khi hai người kia rời đi không còn thấy bóng dáng nữa, mới từ phía sau thân cây đi ra, tiến tới chỗ vừa nãy mà bọn họ dừng lại. Thiên Tầm dĩ nhiên đã nhìn ra sự khác thường, vừa rồi nàng vẫn đi theo, cũng như chủ tử chăm chú nhìn đôi chủ tớ kia. Nàng có nội lực, tự nhiên có thể nghe thấy rõ những gì họ nói. Tòa cung điện xanh vàng rực rỡ này, bề ngoài thì xa hoa, thật ra bên trong đã sớm vô cùng bẩn thỉu. Nơi đây khắp nơi tràn đầy tính toán, chỗ nào cũng ngươi lừa ta gạt, người chết oan đếm không kể hết. Chủ tử, nếu như người không thích nơi này, chúng ta trở về vương phủ đi. Giọng Thiên Tầm từ phía sau vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi hình như cũng sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên lạnh nhạt nói. Vương phủ sớm muộn gì ta cũng về, chẳng qua trước mắt, ta nhất định phải làm sáng tỏ một vài vấn đề. Thiên Tầm gật đầu một cái, nhìn Vân Tuyết Phi kiên định ân cần nói. Chủ tử ở đâu thì ta ở đó, ta nhất định sẽ giúp chủ tử tra rõ những chuyện này. Toàn thân Vân Tuyết Phi khẽ run lên, ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng, quay người nhìn Thiên Tầm nhẹ nhàng nói nhỏ. Cảm ơn ngươi. Sắc mặt Thiên Tầm chợt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu lắp bắp nói. Đây là chuyện thuộc hạ nên làm. Đây là lần đầu tiên Vân Tuyết Phi nhìn thấy vẻ mặt của Thiên Tầm như thế. Nàng cảm thấy trêu đùa ẩn vệ này cũng thật vui. Quét sạch sự nặng nề vừa rồi, cười ha ha ra tiếng. Được rồi, chúng ta quay về phòng thôi. Gần đây ngươi đi theo ta chịu không ít khổ cực. Thừa dịp lúc này về ngủ bù được. Vân Tuyết Phi mỉm cười nói. Lần này Thiên Tầm đã ngẩng đầu lên, không tránh né ánh mắt của Vân Tuyết Phi nữa, gật đầu một cái. Ta chủ tử quan tâm. Hai người theo đường cũ đi về trường nhạc điện. Vân Tuyết Phi đưa mắt nhìn xung quanh, từng cảnh tượng quen thuộc ở kiếp trước dần dần hiện ra. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không trốn tránh nữa. Cuối cùng, Hạ Hầu Huyền cũng đồng ý thỉnh cầu của quan bá Luân, bàn mộ dung thanh y cho hắn. Quan bá Đào ở một bên hết sức phản đối, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định, chỉ có thể lấy vẻ mặt khổ qua giả tiếp nhận. Lúc mộ dung thanh y nghe được tin tức kia, nghĩ rằng cung nữ chỉ nói đùa, đến khi Hạ Hầu Huyền đích thân tới nói cho ả biết, thì ả liền giống như kẻ điên nhìn Hạ Hầu Huyền, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có bi thương, cổ họng đắng chát, há miệng nói. Người trước sau vẫn không tha cho ta, dù ta không tranh không đoạt, chỉ muốn giữ lấy vị trí này, người cũng không thể. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, quan bá Luân thật lòng yêu ngươi, chỉ cần ngươi an phận làm nữ nhân của hắn thì sẽ rất hạnh phúc. Hạ Hầu Huyền không nhìn đến gương mặt tràn đầy đau khổ cầu xin nọ, lạnh lùng nói. Yêu ta thì sao chứ? Hắn đã sớm không phải là nam nhân rồi, không thể mang lại cuộc sống vợ chồng cho ta. Mặc dù ta yêu hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha mọi thứ ta tốn công gầy dựng mấy năm nay. Đôi môi đang mím chặt của Mộ Dung Thanh Y mở ra, kích động phản bác, nhìn chằm chọc nam nhân trước mặt, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Chỉ cần lần này hắn đồng ý giữ ả lại trong cung, từ đây về sau, ả sẽ sống an phận, không bao giờ gây ra chuyện thị phi nữa. Nhưng đợi hồi lâu, trong con người kia vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, không hề bởi vì lời nói của ả mà dao động, tim ả đột nhiên chợt lạnh. Tiếp theo, sự lạnh lẽo càng khuếch tán lớn hơn thấm vào tứ chi bách hài của ả. Người làm như thế, trên danh nghĩa là vì tốt cho ta, nhưng thật ra là vì một nữ nhân khác, đã từng là Tiết Phỉ, bây giờ là Vân Tuyết Phi. Mộ Dung Thanh Y cười mỉa mai, vẻ mặt thê lương. Rõ ràng, người đã đồng ý với ta, chỉ cần ta giúp ngươi tìm thấy Tiết Phỉ, người sẽ đảm bảo vị trí quý phi của ta. Nhưng bây giờ ngươi lại không tuân thủ lời hứa, đường đường là đế vương. Sao có thể nói chuyện giống như trò đùa như thế? Mộ Dung Thanh Y, ta tự hỏi đã đủ tận tình tận nghĩa với ngươi rồi. Hạ Hầu Huyền chắp tay sau lưng, mày kiếm nhíu lên, toàn thân ngưng tụ thành một lớp băng, lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng. Người hại ta mất đi Phỉ Nhi, chiếm cứ hạnh phúc thuộc về Phỉ Nhi lâu như vậy, đến lúc nên trả lại rồi. Hạ Hầu Huyền nhìn chằm chằm vào mặt của Mộ Dung Thanh Y, con ngươi ngưng trọng kèm theo một chút nghiêm túc. Ông trời có mắt, khiến kỳ tích xuất hiện, Phỉ Nhi lần nữa sống lại. Cho dù nàng đã không còn yêu ta, nhưng ta vẫn sẽ luôn yêu nàng như vậy. Cho nên, ngươi không kịp chờ đợi liền mượn cơ hội Thái Hậu trách tội lần này, vứt bỏ ta cho một người nam nhân khác. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y tràn ngập uất ức, càng nói càng kích động, trong mắt càng thêm tràn đầy sự bất mãn, tố cáo nam nhân trước mặt. Đúng vậy, vì nàng,
ta sẽ xử lý sạch tất cả nữ nhân trong hậu cung này. Lần này tốc độ trả lời của Hạ Hầu Huyện rất nhanh, như đinh đóng cột. Trong hậu cung của ta về sau, chỉ có một nữ nhân là nàng. Ha! Hạ Hầu Huyền, người rất si tình, chỉ là... Mộ Dung Thanh Y ngước con người ác độc lên, dừng lại trên gương mặt lạnh tanh của nam nhân bí hiểm nói. Nhưng người chậm mất rồi, nàng ta chẳng những không yêu ngươi, mà từ đầu tới cuối đã là người của nam nhân khác. Cho dù ngươi có lấy tất cả để đổi cũng không thể kéo nàng ta trở về. Con người Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự tức giận, cắn răng, nghiêm giọng nói. Nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, cho dù phải trả giá hết thảy, ta nhất định cũng phải làm cho nàng trở về bên cạnh ta. Người, thu dọn nhanh lên đi, con bá Luân đang chờ ở bên ngoài, đừng làm cho hắn đợi quá lâu. Ít nhất hiện tại hắn là kẻ duy nhất thật lòng với ngươi. Đừng trách ta không nhắc nhở, bỏ lỡ lần này nữa thì không còn trốn cho ngươi dung thân đâu. Vẻ mặt Hạ Hầu Huyền đầy sốt ruột, kế tiếp không chút lưu luyến, xoay người định rời đi. Nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, bước chân hắn dừng lại, lạnh lùng nói. Sau này, ngươi không còn là Mộ Dung Thanh Y nữa. Ngươi tên là Tô Âm, nhị phu nhân của quan bá Luân. Ngày mai trong cung sẽ truyền ra tin tức Mộ Dung Quý Phi vì bệnh nặng mà qua đời. Về sau trong hoàng cung này sẽ không còn Mộ Dung Quý Phi nữa. Chân của Mộ Dung Thanh Y mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống, đụng vào góc bàn, trong mắt tràn đầy đau thương và tuyệt vọng. Tự giải quyết cho tốt đi. Sau khi để lại những lời này, Hạ Hầu Huyền sải bước ra ngoài. Chương 124. Xót xa của ai, hạnh phúc của ai? Tại sao lại nói ta chiếm đoạt hạnh phúc của Tiết Phỉ? Hạ Hầu Huyền, ban đầu đúng là ta quyến rũ ngươi, nhưng nếu không phải ngươi từng có chút động lòng, thì làm sao ta đạt được tính toán chứ? Hạ Hầu Huyền đột nhiên ngừng bước, thân thể nháy mắt cứng đờ. Hắn không quay đầu lại, mặt mày tối tăm, giọng điệu âm trầm chứa đựng sự đau đớn. Cho nên, chúng ta càng nên biết sai mà sửa đổi, không phải sao? Ném ra một câu nói này, Hạ Hầu Huyền tiếp tục nâng bước đi ra bên ngoài. Thì ra, ở trong lòng hắn, tất cả quá khứ của bọn họ đều là một sự sai lầm. Toàn thân Mộ Dung Thanh Y giống như bị hút sạch sức lực, sững sờ nhìn bóng lưng lãnh khốc kia, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi tầm mắt. Chăm chú nhìn khắp căn phòng, hao tổn nhiều tâm huyết, mới có thể đi tới được bước này, nhưng toàn bộ lại thất bại chỉ trong gang tấc. Về sau nơi đây sẽ không bao giờ thuộc về ả nữa. Ả cũng sẽ không còn là Mộ Dung Quý Phi được vạn người hâm mộ kính ngưỡng. Ả đã không phải là Mộ Dung Thanh Y, ả là Tô Âm. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện, một nữ cô nhi không nơi nương tựa. Hạ Hầu Huyền, sao người có thể tàn nhẫn đến thế? Trong lúc đang lâm vào đau khổ, bất chợt một bóng đen bước tới. Lo lắng nói, Tiểu Y, hắn làm cho nàng đau lòng. Mộ Dung Thanh Y ngước mắt nhìn quan bá Luân một cái, hai mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt tràn ngập sự nhu nhược, như con thỏ bị vứt bỏ, khiến người ta thương tiếc từ tận đáy lòng. Tiểu Y, sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng, mặc dù hiện tại ta không thể cho nàng cuộc sống vợ chồng bình thường, nhưng mà ta sẽ cưng chiều duy nhất một mình nàng, cho nàng cuộc sống cả đời không lo. Quan bá Luân nói một hơi những lời bà nãy đã suy nghĩ chọn lọc ở bên ngoài, tiếp theo căng thẳng, chăm chú nhìn người đối diện, lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh, nội tâm lo lắng cùng chờ đợi câu trả lời. Hắn biết Tiểu Y không buông bỏ được thân phận địa vị, trong một lúc rất khó để nàng tiếp nhận. Cho dù vì cứu nàng, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn đi. Mộ Dung Thanh Y nhìn quan bá Luân trong chốc lát, chợt cúi đầu, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Bá Luân, chàng trước đi ra ngoài chờ đi, đợi ta rửa mặt sửa soạn xong sẽ đi theo chàng. Không hề có sự vui mừng như trong tưởng tượng, nhưng ả cũng không trực tiếp cự tuyệt. Điều này đã khiến cho quan bá Luân rất vui rồi. Hắn vội vàng gật đầu đồng ý. Tiểu Y, ta ra ngoài chờ nàng. Sau khi quan bá Luân rời khỏi, Mộ Dung Thanh Y cười khổ, tìm một vị trí gần nhất ngồi xuống. Mắt tràn ngập sự mãnh liệt không nỡ, ngắm những món trang sức tinh xảo đeo trên người, nhìn lại tiểu sành bình phong, quần áo hoa mỹ, còn có cuộc sống xa hoa thường ngày. Trong lòng ả liền khó chịu. Từ nhỏ ả đã không được thương yêu và thừa nhận, phụ thân có rất nhiều con, mẫu thân của ả chỉ là một tỷ nữ nho nhỏ, vô tình một lần được sủng hạnh mà có ả. Mẫu thân vốn mong đợi sinh một đứa con trai để có thể mẫu bằng tử quý, tuy nhiên lại sinh ra nữ nhi là ả không đáng bao nhiêu tiền. Lúc còn bé, ánh mắt từ ái của mẫu thân chưa từng rơi trên người ả, còn phụ thân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Sau khi trưởng thành, dung mạo ả càng ngày càng xinh đẹp,
Lập tức phụ thân định tặng ả cho người để kết thân, nhằm củng cố quyền thế địa vị gia tộc Mộ Dung. Lúc này, mẫu thân mới chịu nhìn tới ả. Ả từng có một người thất muội, nghe nói bị đưa cho một lão già hơn 70 tuổi làm tiểu thiếp thứ 37, không bao lâu đã tự sát. Mộ Dung Thanh Y tự diễu, nhếch miệng một cái. Ả từ lúc vừa ra đời chính là bị ông trời vứt bỏ. Nếu không phải gặp được Tiết Phỉ, nếu không phải dựa vào sự cố gắng cùng thủ đoạn, như vậy hiện tại ả đã sớm bị phụ mẫu coi là hàng hóa mà tặng cho người ta. Có lẽ bây giờ trên thế giới này hoàn toàn không còn tồn tại một người là Mộ Dung Thanh Y rồi. Ả bỏ ra nhiều như vậy, nỗ lực thời gian dài như vậy, nhưng bây giờ hết thảy đều đã tan thành mây khói. Sao ả có thể cam lòng đây? Hạ Hầu Huyền, ta thật sự yêu ngươi, nhưng sao ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy? Mộ Dung Thanh Y đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm, soi gương nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình. Rõ ràng dung mạo vẫn như trước, nhưng hắn thậm chí liếc ả một cái cũng cảm thấy chán ghét. Ả khổ sở mấp máy môi, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, trong đầu những ngày ngọt ngào kia giống như chỉ mới hôm qua. Trong trái tim đang đau âm ỉ nói cho ả biết, ả lại một lần bị ông trời quên lãng rồi. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến ở đằng sau, ả mở mắt ra, ánh mắt lóe lên không vui nói. Không phải đã nói chờ ta ở bên ngoài sao? Nhanh như vậy đã tiến vào rồi. Người thật sự cam lòng buông tha tất cả mọi thứ ở đây, vứt bỏ luôn cả tên họ của mình là một nữ cô nhi bị người ta ghẻ lạnh. Một giọng nữ lạnh lẽo xa lạ bỗng chốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của ả. Mộ Dung Thanh Y giận mình, theo tiếng nói xoay người, nhìn qua, chậm vào ánh mắt là một nữ tử mặc trang phục màu xanh của nha hoàn đứng cách đó không xa. Người là ai? Mộ Dung Thanh Y hé miệng lạnh giọng hỏi. Nha hoàn có thể đi vào Chiêu Phượng Điện này, ả ít nhiều đều có chút quen mắt, mà nữ tử trước mắt này ả hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Tức thời trong lòng ả gõ lên một hồi chuông báo động. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi cam lòng để cho cuộc đời mình bị chi phối như vậy sao? Lục y nữ tử từ từ bước về phía Mộ Dung Thanh Y, đợi trông thấy hộp trang sức đang được mở ra ở trên bàn trang điểm, nàng ta nở một nụ cười sáng tỏ, chậm rãi nói. Ngươi tốn nhiều tâm tư và công sức như vậy, rốt cuộc hôm nay đi tới bước này. Nhưng bằng một câu nói của Hạ Hầu Huyền, tất cả đều trôi theo dòng nước chảy. Ngươi cố gắng muốn chứng minh mình mạnh hơn Mộ Dung Thanh Liễu, nhưng bây giờ ngươi chính là bị nàng ta đè ở phía dưới. Nàng ta là chính thất, mà ngươi chỉ có thể là một tiểu thiếp. Những thứ này ngươi cũng cam lòng sao? Mộ Dung Thanh Y nghe vậy, thân thể nháy mắt cứng đờ, sắc mặt hơi ảm đạm một chút, im lặng hồi lâu khẽ nói. Không cam lòng thì thế nào? Chuyện đã được sắp đặt, chỉ tiếp nhận ra thì có thể làm gì chứ? Ngươi thật sự nguyện ý chung một mái nhà với Mộ Dung Thanh Liễu, một lần nữa bị nàng ta áp bức chế nhạo? Lục y nữ tử không chút để ý, cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tính toán. Mộ Dung Thanh Y thay đổi sắc mặt, nhíu mày, trừng mắt nhìn lục y nữ tử. Ngươi không cần nói khích ta, ta chắc chắn sẽ không mắc lừa đâu. À đúng là không cam lòng, đồng thời cũng rất oán hận Hạ Hầu Huyền. Nhưng Mộ Dung Thanh Y ả vẫn có ranh giới cuối cùng. Ả có thể lợi dụng người khác, nhưng tuyệt đối không tới phiên người khác lợi dụng ả. Ta chưa từng nghĩ muốn lừa gạt ngươi. Lần này ta tìm ngươi là muốn hợp tác với ngươi, đối phó với Hạ Hầu Huyền. Khóe miệng lục y nữ tử khẽ nâng lên, nói thẳng ra mục đích mình tới đây, không có bất kỳ sự chột dạ hay hốt hoảng nào. Ánh mắt Mộ Dung Thanh Y lóe lên, sững sờ trong chốc lát, nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Ngươi tìm nhầm người rồi. Mặc dù ta hận hắn, nhưng ta cũng biết được quan hệ lợi hại trong đó, ta sẽ không hợp tác với ngươi. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ả, lục y nữ tử lại cười nói. Nếu nương nương đã nói như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu như sau này nương nương thay đổi chủ ý muốn cùng ta hợp tác, để lại tín hiệu này, ta nhìn thấy sẽ lập tức tới tìm ngươi. Ả để lại một viên pháo tín hiệu trên bàn, lần nữa liếc nhìn ánh mắt đang đấu tranh của nữ nhân kia, nở nụ cười dịu dàng nói. Hy vọng nương nương đừng để ta đợi quá lâu. Lưu lại những lời này xong, nàng ta nhìn Mộ Dung Thanh Y một cái rồi xoay người đi ra bên ngoài. Hồi lâu, cuối cùng Mộ Dung Thanh Y cũng ngẩng đầu lên, mây đen quay cuồng trong mắt. Ả đi tới trước bàn, cầm viên pháo lên nhìn như có điều suy nghĩ. Trường Nhạc Điện, Vân Tuyết Phi nghe Xuân Thủy hồi báo, chân mày nhíu chặt, một lúc sau nói. Không ngờ Mộ Dung Thanh Y vậy mà không mắc câu. Xem ra ả ta yêu Hạ Hầu Huyền thật lòng. Xuân Thủy mặc một bộ quần áo của nha hoàn, cúi đầu nói. Vương Phi, trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Ánh mắt Vân Tuyết Phi bình thản, cúi đầu suy nghĩ một lát, có chút thở ơ nói. Không cần làm gì, im lặng đợi kết quả là được. Hiện tại,
Tiêu Thái Hậu đã bất mãn một số việc làm của Hạ Hầu Huyền. Triệu hồi Thuần Vương ra chỉ sợ là một nước cờ của bà ta. Chỉ cần Hạ Hầu Huyền có thêm hành động gì nữa, bà ta nhất định sẽ để cho Hạ Hầu Thuần thay thế. Thủ đoạn của nữ nhân này vô cùng cứng rắn. Nhi tử cũng có thể trở thành công cụ. Không có gì là làm không được. Chúng ta chỉ cần ở một bên quan sát thôi. Vân Tuyết Phi mấp máy môi, chợt cười một tiếng. Xuân Thủy giống như đã hiểu, cung kính nhìn Vân Tuyết Phi nói. Vậy thuộc hạ cáo lui trước, nếu có tin tức sẽ lập tức trở lại báo cáo. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái nói, đi đi. Sau khi Xuân Thủy rời đi, Vân Tuyết Phi đóng cửa lại, đi vào trong phòng. Mới vừa vén bức rèm che lên, đã nhìn thấy tên yêu nghiệt nào đó đang nằm trên giường, tay cầm một quyển sách đang đọc say sưa. Sao chàng tận lại tới đây? Vân Tuyết Phi kinh ngạc, bây giờ cách lần trước đâu có bao lâu, nam nhân này cũng quá chăm chỉ rồi, hắn không có chuyện gì để làm sao? Con người từ nằm tuyệt tối sầm lại, ngẩng đầu lên, liếc Vân Tuyết Phi một cái lạnh lùng nói, không hoan nghênh ta. Vân Tuyết Phi đương nhiên biết, giọng nói cùng vẻ mặt như vậy là đại biểu cho việc hắn đang tức giận. Nàng khẽ cười, đi tới trước giường ngồi xuống. Hoan nghênh, dĩ nhiên là hoan nghênh rồi. Vân Tuyết Phi đưa tay sờ sờ gương mặt trắng mịn như sứ kia, nhớn mày thoải mái nói, lúc này chàng đến chắc là có chuyện muốn nói với ta chứ. Tư Nam Tuyệt ném sách qua một bên, ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi vào trong ngực. Chẳng biết đã tạo thành thói quen như vậy từ lúc nào, hắn thích ôm nàng nói chuyện như thế. Cảm thụ được nhiệt độ trên người của hắn, mùi hương nam tính quen thuộc, đầu Vân Tuyết Phi cọ sát trong ngực hắn, hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói, nói đi, ta nghe đây. Tiết Nhã, muội muội tốt của nàng dã tâm cũng không nhỏ, vừa trở về đã thường xuyên xuất hiện ở Tiết gia, muốn thuyết phục gia chủ Tiết gia ra mặt, giúp cho Hạ Hầu Thuần đoạt ngôi vị hoàng đế. Tư Nam Tuyệt vuốt ve sợi tóc trong tay, giọng nói dịu dàng như nước vang lên sâu kín ở bên tai Vân Tuyết Phi. Động tĩnh lớn như vậy, Hạ Hầu Huyền không thể nào không biết, nàng ta cũng quá mức nóng vội rồi. Vân Tuyết Phi đột nhiên nhớ tới câu nói hôm nay của Tiết Nhã, xem ra nữ nhân mang thai tính tình vô cùng nôn nóng. Trong khoảng thời gian Hạ Hầu Huyền bị thương, quyền nắm giữ triều chính đều nằm trong tay Hạ Hầu Thuần. Trong giai đoạn đó, hắn ta ít nhiều cũng bồi dưỡng được một nhóm thế lực. Trước mắt, xem ra Tiêu Thái Hậu nghiêng về đứa con lớn này rồi. Hạ Hầu Huyền đã khiến bà ta không vui, đào tạo một vị hoàng đế lần nữa. Đối với Tiêu Thái Hậu mà nói, không có gì là ghê gớm lắm, chỉ cần bà ta sinh là được. Tư Nam Tuyệt cười mỉa mai tiếp tục nói, nếu như Hạ Hầu Thuần có Tiết gia trợ giúp, như vậy cái ghế hoàng đế của Hạ Hầu Huyền tràn ngập nguy cơ rồi. Mặc dù ban đầu Tiết gia bị chèn ép, không thể không rút chân ra khỏi triều đình, nhưng thực lực vẫn còn đó. Bọn họ chỉ cần chờ đợi một thời cơ tốt, có thể lần nữa tiến vào trong triều đình. Tiêu Thái Hậu ngoài sáng và trong tối chèn ép thế lực của hắn, Hạ Hầu Huyền nhất định sẽ phát hiện ra thôi. Đôi mi cong vút xinh đẹp của Vân Tuyết Phi khẽ chớp chớp, khóe môi nở nụ cười châm chọc. Thân tình hoàng gia đúng là lạnh bạc làm sao, vì quyền thế có thể mặc kệ tình cảm mẹ con, thật sự đáng buồn mà. Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, trong con ngươi thâm thúy lộ ra sự dịu dàng cùng cưng chiều. Đừng nhắc tới những thứ không vui đó nữa, lúc ta không có mặt ở đây, nàng có nhớ ta hay không? Khóe miệng Vân Tuyết Phi hơi dương lên, quay đầu không nhìn tới ánh mắt mong đợi kia, hò nhẹ một tiếng. Mấy ngày trước không phải mới vừa gặp mặt rồi sao? Những lời này chứa đựng ý tứ rất rõ ràng, nàng không nhớ hắn, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút phiền. Tư Nam Tuyệt đen mặt, cắn răng nghiến lợi nhìn nữ nhân không hiểu phong tình này nói. Nàng chưa từng nghe qua câu nói, một ngày không gặp như cách ba thu à? Mà chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày, cũng mấy mùa xuân thu luôn rồi đấy. Thời gian này có thể không dài sao? Nàng là một nữ nhân không có lương tâm. Lời tỏ tình kiểu này khiến cho Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, kế tiếp phụ họa gật đầu một cái lấy lòng nói. Nói đúng, nói đúng. Thật là một đứa trẻ lớn xác mà. Vân Tuyết Phi phỉ báng trong lòng. Tư Nam Tuyệt nâng cằm nàng lên, mắt đối mắt, chóp mũi cọ vào chóp mũi. Tất cả cảm xúc của nàng còn chưa kịp che giấu đã bại lộ ra hết ở trước mặt nam nhân đối diện. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc, tiếp theo cúi người xuống, cường thế hôn môi, trừng phạt cắn mút. Nhìn nàng cau mày thì không khỏi vui sướng. Nhiệt độ trong phòng từ từ nóng lên, chẳng qua chỉ muốn trừng phạt một chút, nhưng dần dần lại vượt qua khỏi dự tính ban đầu, một tầng khô nóng dị thường lan ra toàn thân hắn. Chương 125: Yêu nữ nhân của huynh trưởng. Kiều diễm triển miên, cho đến lúc Vân Tuyết Phi cả người vô lực, Tư Nam Tuyệt mới buông nàng ra, thở dốc vùi đầu vào cổ của nàng, ôm nàng không nhúc nhích. Hồi lâu, khi lửa lớn trong phòng dần dần tiêu tán,
Cuối cùng hắn mới chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng lần nữa cúi người hôn một cái lên cánh môi của nàng. Vân Tuyết Phi dạo rực trong lòng, dường như cũng bị dục hỏa hòa tan, sắc mặt đỏ ửng. Nàng vươn tay ôm chặt eo Tư Nam Tuyệt, rúc vào trong ngực của hắn. Động tác thân mật như vậy khiến cho Tư Nam Tuyệt vô cùng vui sướng. Con ngươi của hắn giống như bầu trời đầy sao, ánh sáng lưu chuyển, nóng bỏng nhìn nàng. Trái tim Vân Tuyết Phi hơi run rẩy, sương mù mờ mịt trong mắt bồng bềnh như sóng nước. Tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, đợi tới khi nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện dục vọng lần nữa, thì hai tay đồng thời hướng xuống dưới, nắm một miếng thịt bên hông hắn, nhéo mạnh một cái. Tư Nam Tuyệt nháy mắt cứng đờ, dục niệm trong mắt dần dần tiêu tán. Hắn bất đắc dĩ liếc nhìn khóe môi treo nụ cười đắc ý của nữ nhân nào đó, cười khổ nói, thật đáng hận mà, thời điểm như vậy cũng chỉ có nữ nhân như nàng sát phong cảnh mà thôi. Vân Tuyết Phi ngước lên, hả hê nhìn Tư Nam Tuyệt, hừ một tiếng nói, bản cô nương có thù tất báo. Khóe miệng Tư Nam Tuyệt hơi căng ra, chợt buồn cười nhíu mày nói với Vân Tuyết Phi, thà là đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nương tử. Biết là tốt rồi, sau này không cho phép chàng bắt nạt ta. Vân Tuyết Phi liếc mắt chừng Tư Nam Tuyệt một cái, tiếp theo là nữa vùi đầu vào trong ngực của hắn. Tư Nam Tuyệt ôm Vân Tuyết Phi tựa vào thành giường, ngón tay thon dài như ngọc xoa nhẹ mái tóc đen nhánh xinh đẹp, mặt mày tràn đầy sự vui sướng, chói mắt như ánh trăng. Thật sự muốn ôm nàng mãi như thế này. Tư Nam Tuyệt cúi đầu hôn lên tóc Vân Tuyết Phi khẽ cảm thán. Thật ra thì bình bình đạm đạm mới là hạnh phúc nhất. Vân Tuyết Phi ngẩn người, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tư Nam Tuyệt phản chiếu bóng dáng của nàng, khóe miệng nàng cong lên, mỉm cười gật đầu đồng ý. Sinh không mang theo, đến chết không mang đi, người sống một đời tùy ý vui vẻ là được. Vinh hoa phú quý thoáng qua như mây khói, bình thản hạnh phúc mới là tế thủy trường lưu. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, nhìn khóe môi chứa đựng nụ cười của nữ nhân nào đó. Hắn duỗi tay sờ mặt Vân Tuyết Phi, khẽ thở dài một tiếng. Chẳng qua thế nhân vẫn nhìn không thấu. Cùng nhìn thẳng vào mắt hắn, Vân Tuyết Phi thu hồi nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nói, ta rất muốn có được loại hạnh phúc bình dị này, không có âm mưu, không có tính toán, càng không có ngươi lửa ta gạt. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, thông cảm lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Sau đó... Vân Tuyết Phi có chút giật mình, đột nhiên ngừng lại không nói tiếp nữa. Thấy Vân Tuyết Phi không nói tiếp, Tư Nam Tuyệt nhìn nàng, mắt cũng không nháy, cúi đầu hỏi, sau đó cái gì? Vân Tuyết Phi mím chặt môi muốn mở miệng, nhưng khi ý tưởng kia chợt hiện lên trong đầu, nàng liền không ngăn được việc mình bị đỏ mặt, nên không dám nhìn thẳng vào người nam nhân trước mặt này. Phản ứng như thế bị Tư Nam Tuyệt nhìn thấy không sót, hắn lại gần bên tai Vân Tuyết Phi nhỏ giọng nói, có phải muốn cùng ta sinh con không? Lời vừa dứt, Tư Nam Tuyệt lập tức cười khẽ, tiếng cười vui vẻ, ấm áp, dịu dàng. Trên mặt Vân Tuyết Phi đỏ như lửa đốt, ánh mắt liếc loạn, không dám nhìn thẳng. Bị ta nói trúng rồi. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt bỗng chốc sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, cầm chặt tay Vân Tuyết Phi, nghiêm túc nói, thật ra thì ý tưởng của nàng cũng rất giống ta. Sau này chúng ta tốt nhất phải sinh ba nhi tử, ba nữ nhi. Nhi tử, nữ nhi ở chung rất tốt. Vân Tuyết Phi hơi dùng sức đẩy nam nhân đáng giận này ra, tức giận nói, ba nhi tử, ba nữ nhi, tổng cộng là sáu, chàng cho ta là heo à? Chúng ta còn trẻ, hiện tại có thể bắt đầu cố gắng, một năm một đứa, sáu năm là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tư Nam Tuyệt nói như đó là chuyện hiển nhiên, thình lình chống ngực, chống trơn, hắn không thoải mái cau mày lại, lập tức đưa tay tới, lần nữa lôi kéo nữ nhân đang cố trốn kia vào trong lòng. Ý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc, không biết lúc nào ta mới có thể vượt qua, hướng tới cuộc sống ấy. Vân Tuyết Phi nói thì thầm nghe không ra cảm xúc, trong mắt không che giấu được sự mất mát. Thật ra nàng rất muốn hỏi, chờ sau khi kết thúc tất cả, hắn có bằng lòng buông xuống hết thảy, theo nàng cách xa ồn ào, trải qua cuộc sống bình thản hay không? Chỉ là lời nói vừa đến khóe miệng, làm sao cũng không thể tuôn ra. Thời gian giống như ngừng lại vào thời khắc này, trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Hưởng thụ sự yên tĩnh một lát, Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ nhẹ Vân Tuyết Phi, giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên. Phi Nhi, tối nay ta sẽ ra ngoài một chuyến, đoán chừng 6-7 ngày nữa cũng không thể sang đây thăm nàng. Nàng phải bảo vệ tốt mình, ta để Bạch Phong lại, nàng có chuyện gì thì sai hắn làm cho nàng. Vân Tuyết Phi nhìn Tư Nam Tuyệt cau mày, lo lắng nói, có chuyện gì gấp ư? Tư Nam Tuyệt cầm tay Vân Tuyết Phi lên,
hôn nhẹ trên đầu ngón tay, vẫn dịu dàng nói, không có, ta chỉ là đi gặp một cố nhân. Cố nhân nào vậy? Vân Tuyết Phi ngước mắt nhìn hắn hỏi. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt chợt lóe, đưa tay vuốt ve vầng trán của Vân Tuyết Phi, mỉm cười nói, chăm sóc mình cho tốt, ta sẽ rất nhanh trở về. Vân Tuyết Phi gật đầu, bắt được cánh tay đang làm loạn kia, nghiêm mặt nói, nếu buổi tối phải lên đường, thì bây giờ chàng trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tư Nam Tuyệt chớp mắt nói, nhanh như vậy đã muốn đuổi ta, hôm nay chia tay, rất lâu nàng mới được gặp ta đó. Chạm vào con người thâm thúy của Tư Nam Tuyệt, gương mặt Vân Tuyết Phi tràn ngập sự vui vẻ, ánh mắt trong suốt khẽ mỉm cười, ta chờ chàng trở lại bên cạnh ta. Nhìn khuôn mặt tươi cười giống như pháo hoa kia, Tư Nam Tuyệt giật mình, mím chặt môi mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng, lại một lần nữa hít sâu mùi hương nữ nhi quen thuộc ấy, nói, Phi Nhi, thật xin lỗi, chờ ta trở lại sẽ đền bù cho nàng. Vân Tuyết Phi gật đầu nói nhỏ, đây chính là chàng nói, ta đã nhớ kỹ rồi, chàng trở về ta nhất định sẽ đòi lại hết. Hai người lưu luyến chia tay. Tư Nam Tuyệt dịu dàng cười một tiếng, đặt một nụ hôn xuống vầng trán của Vân Tuyết Phi, mới hài lòng rời đi. Lập tức trong phòng trống rỗng, Vân Tuyết Phi trở về giường, ngẩn người nhìn màn che trên nóc. Không bao lâu sau, mệt mỏi như thủy triều vọt tới, mí mắt cũng không cầm cự được nữa khép lại. Hộ quốc vương phủ, đình đài thủy tạ, hành lang uốn khúc, không gian yên tĩnh hài hòa, từng dãy đèn lồng treo lên thật cao, chiếu sáng khiến ban đêm rõ như ban ngày. Sau khi Tư Nam Tuyệt đi, Hạ Hầu Cảnh một mình ngồi ở trong đỉnh bát giác của Lâm Phượng Viên uống rượu, gió mát nhẹ nhàng phất qua gương mặt hắn, nhưng không thể thổi bay sự nặng nề cùng nỗi buồn trong lòng hắn. Hắn nhìn chăm chú vào căn phòng đã hơn nửa tháng nay không được thắp đèn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không có đối tượng để kể ra. Hắn biết Tư Nam Tuyệt vừa vào cung sẽ đi gặp Phỉ Nhi trước, rõ ràng tự nói với mình bọn họ là phu thê, nhưng khi chân chính ngửi được mùi thơm đặc trưng của Phỉ Nhi trên người Tư Nam Tuyệt, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi khổ sở. Rõ ràng là hắn gặp Phỉ Nhi trước, biết Phỉ Nhi trước, tại sao hắn luôn là người bị vứt bỏ? Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập chuyển tới, càng ngày càng gần, đợi khi tới trước mặt hắn thì cung kính quỳ xuống, trình ra một lá thư màu trắng. Cảnh vương gia, cái này là vừa nãy có một đứa bé đưa tới, nói phải tự tay giao cho người. Đứa bé? Hạ Hầu Cảnh hơi cau mày, lắc đầu một cái, lại một lần nữa cầm ly rượu đổ vào trong miệng, sau đó khoát khoát tay say khướt nói, không gặp không gặp, đừng làm phiền ta. Thị vệ nhận thấy giọng nói của Hạ Hầu Cảnh có chút không đúng, âm thầm hối hận, vừa rồi quả thật không nên chọn chuyện dở hơi như vậy. Nhưng hắn nghe nói vương gia nhất định sẽ có bàn thưởng nên mới tiếp nhận nhiệm vụ này. Đứa bé kia nói, lá thư này có quan hệ với vương phi, chắc chắn vương gia sẽ có hứng thú. Gương mặt thị vệ hơi khẩn trương, thử dò xét hỏi. Hạ Hầu Cảnh dừng động tác uống rượu lại, vương phi. Ngay lập tức hắn liền đưa tay ra, nhận lấy lá thư đưa tới, giọng có chút khàn khàn nói, cái này cho ngươi, chuyện ngày hôm nay không cho phép nhắc tới với bất kỳ người nào. Trước mắt kim quang chợt lóe, một đĩnh vàng xuất hiện, thị vệ vội vàng đón lấy, tiếp theo cung kính khấu tạ. Tạ Cảnh vương gia, nô tài nhất định sẽ đóng chặt miệng. Hạ Hầu Cảnh phất tay không quan tâm nói, lùi xuống đi. Thị vệ thấy đơn giản như vậy đã kiếm được một đỉnh vàng, trong lòng trở nên vô cùng kích động, vội vàng dập đầu lui ra, ước lượng đỉnh vàng trong ngực, tính toán buổi tối đi làm một cuộc vui tới bến. Bóng đêm như mực, giống như bị một tấm màn màu đen che lại, âm u không chút ánh sáng. Sau khi Hạ Hầu Cảnh xem xong thư trong tay, siết chặt quả đấm cau mày, đôi mắt phượng lóe lên sự lo lắng bất an. Hắn vội vàng xếp thư cất vào ngực, sau đó mũi chân chỉa xuống đất, nhẹ như hồng nhạn, chạy tới điểm trong thư. Ước chừng khoảng 3 canh giờ, hắn rốt cuộc cũng đã tới nơi. Phong Lâm, đây là nơi săn bắn của hoàng gia. Hiện thân đi, ta đã đến rồi. Con người bén nhọn của Hạ Hầu Cảnh quét xung quanh, mặc dù trong không gian đen kịt, hắn vẫn có thể ngửi được từng đợt sát khí đang hướng về mình. Cảnh vương gia rất đúng giờ. Một tràng cười hết sức ngông cuồng vang lên. Ngay sau đó, bầu trời vốn đen kịt lập tức đèn đuốc sáng choang, bóng người thấp thoáng. Giữa ánh sáng lập lòe, Hạ Hầu Cảnh rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi phát ra tiếng cười kia. Chính là Phong Cực đã lâu không có tin tức. Lúc này gương mặt hắn tràn đầy sự hưng phấn cùng oán hận. Con người đảo quanh, kế tiếp khập khiễng tiến về phía trước. Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại ở trên người Hạ Hầu Cảnh, chép chép miệng nói. Xem ra đúng như lời đồn, đãi, Cảnh vương gia thật sự yêu nữ nhân của huynh trưởng mình.
Hạ Hầu Cảnh không để ý tới sự hả hê trong lời nói kia. Hắn híp mắt, nhìn mấy vòng thị vệ bao xung quanh, lạnh lùng nói: Người tìm ta tới đây không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ? Ha ha, ôn chuyện. Phong Cực giống như nghe được một chuyện buồn cười nhất ở trên đời. Hắn hùng hằng vỗ lên cái chân què của mình, hận ý như sóng lớn cuồn cuộn trong mắt, giọng nói âm trầm như băng, không thể hòa tan. Hạ Hầu Cảnh, người còn giả bộ ngu hả? Lão tử trở nên như vậy, còn có thể cùng ngươi ôn chuyện. Hạ Hầu Cảnh lười biếng liếc mắt một cái, tiếp theo thu hồi ánh mắt khinh thường nhìn Phong Cực nói: Vậy người muốn thế nào? Con người khinh miệt kia càng thêm khơi dậy lửa giận của Phong Cực. Hắn nỗ lực cả đời vì Tư Nam Tuyệt bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cuối cùng bởi vì một Vân Tuyết Phi và một Tống Thi Linh khiến cho tất cả sự cố gắng của hắn đều biến thành bọt nước. Hoàn hảo, Thái Hậu có mắt nhìn người, lần nữa trọng dụng hắn. Nếu không, hắn đã long đâm cả đời, bị người khác khinh thường. Lần này, hắn nhất định phải chém đầu Hạ Hầu Cảnh xuống, đem đến trước mặt Thái Hậu nhận thưởng. Người hủy đi một chân của ta muốn mạng của ngươi. Phong Cực cắn răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt bắn ra tán loạn, hận không thể nhào lên ngay lập tức. Hạ Hầu Cảnh nhìn những thị vệ dắt đào hoàng cung xung quanh, đương nhiên biết bọn họ bị ai sai khiến. Xem ra, vị Thái Hậu kia từng giây từng phút cũng không muốn tha cho mình. Chỉ là chân mày hắn nhíu chặt, Phỉ Nhi được triệu vào cung, cộng thêm lá thư tối nay, lại lấy chuyện Vân Tuyết Phi là Tiết Phỉ uy hiếp mình. Xem ra bà ta đã biết, vậy Phỉ Nhi có thể bị nguy hiểm hay không? Lá thư này là Thái Hậu đưa cho ngươi. Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh bỗng nhiên trầm xuống, mặt mày u ám, gằn từng chữ. Thấy bản thân bị coi thường như vậy, Phong Cực nghẹn một hơi, sắc mặt tái mét, trán nổi lên gân xanh, tức giận nói: Thay vì lo lắng cho nữ nhân kia, còn không bằng lo cho chính ngươi. Hôm nay ngươi đừng mơ còn sống trở về. Hắn đã sớm nhận được tin tối nay Tư Nam Tuyệt sẽ rời kinh, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn lập công, giết chết Hạ Hầu Cảnh rồi. Đợi đến khi Tư Nam Tuyệt hồi kinh, cho dù đến tìm hắn, hắn cũng có Thái Hậu làm chỗ dựa ở phía sau. Ngươi cho rằng chỉ bằng những người này có thể giết được ta? Giọng điệu của Hạ Hầu Cảnh sâu kín. Từ câu trả lời đó, hắn cũng đoán được nữ nhân kia thật sự biết chuyện Phỉ Nhi sống lại. Chắc hẳn Phỉ Nhi bị giam lỏng ở Hoàng Cung là vì muốn dụ mình đi vào. Không trách được Tư Nam Tuyệt trăm phương ngàn kế ngăn cản mình. Nói cách khác, chỉ cần mình còn sống một ngày, Tiêu Nhược Vũ sẽ không đạt được mục đích, khẳng định không thể có bất kỳ động tác gì. Cho nên hắn nhất định không thể để cho mình gặp nguy hiểm. Quyết định chủ ý xong, hắn rút cây quạt mang theo bên hông ra, ánh mắt như kiếm quét một vòng đám thị vệ đang lốn ngốn kia. Toàn bộ lên cho ta, chất được đầu của Hạ Hầu Cảnh thượng vạn lượng hoàng kim. Trong mắt Phong Cực mang theo sự oán hận, ánh mắt sắc bén điên cuồng giống như có thể xuyên thấu đêm tối. Từng thị vệ đầy hy vọng hiện lên trong ánh mắt chờ đợi mệnh lệnh được hạ xuống, lập tức lao về phía Hạ Hầu Cảnh triển khai công kích. Con người Hạ Hầu Cảnh rét lạnh, tinh thần lập tức tập trung cao độ, lần lượt từng gã thị vệ ngã xuống bên cạnh hắn, chân mày hắn cũng dần dần giãn ra, khóe môi hơi cong lên, xem ra vị Thái Hậu đó càng già càng thối lui rồi, những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn phải mau chóng giải quyết bọn họ, sau đó lập tức trở về vương phủ, nghĩ biện pháp đi cứu Phỉ Nhi. Khi một vòng người toàn bộ ngã xuống, máu tươi rải đầy đất, mùi tanh tràn ngập trong không khí, Hạ Hầu Cảnh dừng lại động tác, ánh mắt ngoan lệ quét về phía đám người không dám tiến lên kia, nhìn dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ của Phong Cực, hừ lạnh nói: Ta đi trước, không có thời gian chơi đùa với các ngươi đâu. Thời điểm định xoay người rời đi, Phong Cực tức giận nói: Ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau xuất hiện, để cho hắn chạy mất thì ngươi đừng mong gặp được nữ nhi. Tiếng nói vừa dứt, một bóng đen bỗng chốc tấn công về phía Hạ Hầu Cảnh, trưởng phong bén nhọn, đến mức giống như đang mang theo lưỡi đao. Chợt sửng sốt vì mình không phát hiện ra vẫn còn một cao thủ như vậy ẩn núp. Hạ Hầu Cảnh vội vàng nghênh đón cùng người áo đen quần đầu. Ước chừng thời gian nửa nhén nhang, hai người vẫn giao thủ như cũ, nhưng không khí chỉ còn lại tàn ảnh quỷ dị. Đột nhiên, ánh mắt Hạ Hầu Cảnh ngưng trọng, ngưng tụ toàn lực đánh vào trước mặt của người kia. Trong nháy mắt, lớp vải màu đen rơi xuống. Là ngươi? Hạ Hầu Cảnh bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ. Trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, một lưỡi đao lạnh như băng xuyên qua bờ vai hắn. Chương 126: Sống chết không rõ. Choang một tiếng, ly trà rơi từ trên tay xuống đất, mảnh sứ và nước trà văng khắp nơi. Lá trà màu xanh nhạt giống như cỏ ba lá bị mưa tạt vào xối xả, thê lương bay tán loạn. Tay của Vân Tuyết Phi vẫn còn duy trì tư thế cầm ly trà
mất hồn nhìn mảnh vụn hiện ra ánh sáng sắc nhọn trên mặt đất. Thiên Tầm vội vàng buông chuyện trong tay xuống, tiến lên kiểm tra. Chủ tử, người không sao chứ? Lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi run lên một cái, ngước mắt, ở trong đó còn tỏa ra sự khủng hoảng. Nàng lắc đầu một cái nhìn Thiên Tầm mỉm cười nói, ta không sao, không cẩn thận, bị trượt tay thôi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện toàn thân bình thường, chỉ có thể là giật mình một tí, Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng đẩy Vân Tuyết Phi tới bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, lần nữa rót đầy một ly trà khác cho Vân Tuyết Phi, giọng điệu ôn hòa nói, chủ tử, uống một ngụm trà cho nhuận khí. Vân Tuyết Phi nhìn Thiên Tầm một cái, ánh mắt lóe lên, tiếp tục lắc đầu. Ta không sao, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng? Thiên Tầm hình như cũng thoáng sửng sốt, sau đó cau mày, nhìn chăm chăm sắc mặt hơi tái nhợt của Vân Tuyết Phi hỏi, người đang lo lắng cho vương gia? Nhắc tới Tư Nam Tuyệt, nháy mắt, Vân Tuyết Phi cứng người lại, nội tâm đột nhiên xuất hiện cảm giác tội lỗi. Nhìn phản ứng mất tự nhiên của chủ tử, ánh mắt Thiên Tầm lóe lên một cái, đáy mắt thoáng qua sự sáng tỏ, nàng lại hỏi, người mà chủ tử đang lo lắng chính là Cảnh vương gia? Sắc mặt Vân Tuyết Phi tái đi, trong lòng không khỏi hơi xấu hổ. Giống như bị người ta bắt gian tại giường, môi nàng khẽ run rẩy. Rốt cuộc dưới cái nhìn mãnh liệt của Thiên Tầm, nàng khép mắt lại, gật đầu một cái. Thiên Tầm, người nói bây giờ A Cảnh hắn đang làm gì? Thiên Tầm mấp máy môi, trầm mặc trong chốc lát. Nhìn Vân Tuyết Phi nghiêm túc nói, xin thứ cho thuộc hạ nhiều lời. Nếu chủ tử đã là hậu quốc vương phi thì không nên ba lần bốn lượt dính dấp với nam nhân khác, càng không nên lo lắng cho hắn. Như vậy là không công bằng với vương gia. Vân Tuyết Phi cũng nghe ra giọng điệu không vui trong lời nói của Thiên Tầm, tự biết nàng ấy vì Tư Nam Tuyệt mà cảm thấy bất bình. Thế nhưng nàng cúi đầu, im lặng suy nghĩ. Bắt đầu từ tối hôm qua, trong lòng nàng đã luôn cảm thấy không yên, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nàng đưa tay bưng ly trà lên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Sau khi bình tâm lại, cùng Thiên Tầm bốn mắt nhìn nhau thành khẩn nói, Thiên Tầm, ta hiểu ngươi vì suy nghĩ cho ta. Ta cũng biết rõ tướng công của mình là ai, nhưng Hạ Hầu Cảnh là người thân rất quan trọng với ta. Ta không thể thấy hắn có chuyện mà không quan tâm. Thiên Tầm nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi hồi lâu. Vân Tuyết Phi dưới ánh mắt như vậy, vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt Thiên Tầm. Một lát sau, đôi mày Thiên Tầm giãn ra, như có điều suy nghĩ nói. Hiện tại, Cảnh vương gia đang ở hậu quốc vương phủ. Trong khoảng thời gian này, lão vương phi vì nghĩ cho sự an toàn của Cảnh vương gia, chắc là sẽ không để cho ngài ấy ra khỏi vương phủ nửa bước đâu. Vân Tuyết Phi nhích môi, giọng hơi trầm xuống. Ta cũng hiểu vậy, nhưng mí mắt ta nhảy không ngừng, cứ có cảm giác sắp có chuyện. Thiên Tầm, dừng một chút, nàng khẩn cầu nói. Người trở về vương phủ kiểm tra xem, lúc này hắn đang làm gì. Nếu như hắn vẫn an toàn thì trở lại hồi báo cho ta, cũng là để ta được an tâm hơn. Thiên Tầm gật đầu một cái, đi xem một chút cũng được, chỉ là chủ tử... Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt lóe, đặt ly trà xuống, cúi đầu hỏi, có chuyện muốn nói. Chủ tử, ta không thể rời đi, vương gia đã hạ lệnh ta phải bảo vệ cho người, ta là nữ tử, dịch dung thành nha hoàn sẽ dễ dàng hành sự hơn. Về phần trở lại vương phủ tìm hiểu tin tức thì để cho Bạch Phong đi đi. Thiên Tầm cúi đầu suy nghĩ, vẻ mặt nói, ngộ nhỡ Cảnh vương gia thật sự không ở trong vương phủ, Bạch Phong liền có thể điều động ẩn vệ đi tìm, như vậy cũng có thể bảo đảm lớn nhất cho sự an toàn của Cảnh vương gia. Vân Tuyết Phi đồng ý cười một tiếng, sự lo âu trên khuôn mặt cũng từ từ phai nhạt bớt, nàng dặn dò. Người bảo hắn đi nhanh về nhanh, nhất định phải chính mắt thấy được Cảnh vương gia an toàn ở vương phủ. Thiên Tầm cung kính nhận lệnh, bây giờ thuộc hạ lập tức đi tìm hắn. Vân Tuyết Phi gật đầu, Thiên Tầm đẩy cửa đi ra ngoài. Lan phòng cư, phòng phủ, Hồng Nguyệt mặc một bộ y phục màu đỏ. Ánh mắt âm lãnh nhìn Tống Thi Linh bị nha hoàn đè trên mặt đất, nhếch miệng cười. Ta nghe nói tỷ tỷ có thai, thật là đáng mừng. Hồng Nguyệt che miệng cười duyên, ánh mắt sắc nhọn quét qua cái bụng bằng phẳng kia. Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, thân thể gầy yếu xanh xao vàng vọt, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu dưới da. Toàn thân chỉ mặc một cái yếm và quần lót. Trên người những vết bầm tím cùng với dấu hôn đan xen nhau. Giờ phút này, đôi tay ả bị kẹp chặt lại phía sau. Không còn vẻ phách lối kiêu ngạo của ngày trước, chỉ có thể tức giận mở to hai mắt, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Hồng Nguyệt, ban đầu nếu không phải ta chấp chứa ngươi, bây giờ ngươi đã sớm chết đói rồi. Ta đối xử tốt với ngươi như vậy, nhưng ngươi xem, ngươi đã làm gì ta? Tống Thi Linh tức giận, trong mắt bắn ra hận ý mãnh liệt. Hồng Nguyệt bỗng nhiên ngẩn ra, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong khoảnh khắc đó,
ánh mắt của nàng ta xuất hiện một loại cảm xúc phức tạp. Chẳng qua, khi nhớ tới đứa trẻ không thể chào đời kia, ánh mắt nàng liền lạnh lẽo, giễu cợt cười một tiếng. Ngươi quả thật có ơn với ta. Ban đầu nếu không phải ngươi mua ta về, có lẽ ta đã chạy không thoát khỏi kiếp nạn bị bán vào lầu xanh. Chỉ là... Dừng một chút, nàng nhìn về phía nữ nhân chật vật không ra gì kia, khóe miệng cong lên nói. Ngươi có ơn với ta, nhưng không có nghĩa là ngươi tốt với ta. Khoảng thời gian ở vương phủ, mặc dù ta được ăn no mặc ấm, nhưng lúc nào cũng phải chú ý tâm tư của ngươi, rất sợ sẽ nói sai, sẽ bị ngươi đánh. Trước kia vương phủ chưa có vương phi, ngươi quản gia, vì e ngại hộ quốc vương gia, trước mặt ngài ngươi luôn giả vờ khoan dung, rộng lượng. Có một số việc, ngươi không dám làm lộ liễu, cho đến khi Vân Tuyết Phi ngồi lên vị trí hộ quốc vương phi kia, cuối cùng còn lấy lại quyền trưởng gia, ngươi liền không cố kỵ nữa. Tất cả nha hoàn trong Mai Hương Viện đều bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, nên ai cũng chán ghét ngươi. Chỉ có một mình ta, một lòng một dạ vì ngươi ra mặt. Thân thể Tống Thi Linh run lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hồng Nguyệt dữ tợn nói. Không cần nói mình vĩ đại như vậy, ngươi chính là một kỹ nữ. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, ta nhổ vào. Chát một tiếng, mặt Tống Thi Linh lệch sang một bên, phía trên in dấu năm ngón tay đỏ tươi, khóe miệng rỉ máu. Còn người Hồng Nguyệt rét buốt, mặt mày u ám. Nàng thổi thổi bàn tay bị đau, nhìn Tống Thi Linh cười lạnh nói. Cho đến bây giờ, người vẫn chưa rõ tình cảnh của mình à? Bản phu nhân mới chính là nữ chủ nhân của phủ tướng quân, mà ngươi thì ngay cả một thị tỳ cũng không bằng, lại còn dám tranh cãi với ta. Cổ họng trào lên vị tanh ngọt, Tống Thi Linh cưỡng chế bản thân nuốt xuống. À quay đầu, trong mắt là hận ý rõ ràng, trên mặt vừa động một chút đã cảm nhận được đau đớn, nhắc nhở à đã chịu bao nhiêu sỉ nhục. Những gì ngươi nhận được hôm nay, ngươi không thể trách người khác. Tất cả đều là do chính ngươi gieo gió gặt bão. Ta đã nghĩ sẽ làm nha hoàn trung thành với ngươi cả đời, cho dù biết ngươi ở vương phủ bị thất sủng cũng không bỏ mặc ngươi, thậm chí vì ngươi xử lý tất cả các mối quan hệ, chỉ cần nha hoàn khác nói một câu bất kính với ngươi, ta sẽ khiến nàng phải nhận lại gấp 10 lần. Nhưng mà ta làm nhiều điều vì ngươi như vậy, cuối cùng lại đạt được kết cục thế nào? Hồng Nguyệt từ trên cao nhìn xuống Tống Thi Linh, càng nói càng giận đến tái mặt. Bởi vì ngươi, ta bị phong cực cưỡng bức, mất đi trinh tiết quý giá nhất của nữ nhân. Ngươi không chỉ không làm chủ cho ta, còn dùng những lời nói khó nghe nhất để vũ nhục ta. Thậm chí ngươi còn nổi điên, hủy hoại dung mạo của ta. Tất cả mọi chuyện đều là ngươi có lỗi với ta. Nhưng mà tất cả những điều này không là gì. Tống Thi Linh, vì sao ngươi có thể đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Hồng Nguyệt không kìm được mà khóc lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt toát ra vẻ thương tâm và phẫn nộ, hận ý ngập trời. Nó cũng là một mạng người, đứa bé là con trai ta, là thân nhân duy nhất của ta trên cõi đời này. Sao ngươi có thể vô tình như vậy, nhẫn tâm giết chết nó? Sao lại không thể làm vậy? Tống Thi Linh lập tức oán hận hét lên. Nó là nghiệt chủng, là dã loại của nam nhân kia. Phong cực hủy hoại ta, ta liền sẽ giết chết con trai hắn. Còn ngươi? À ngẩng đầu độc ác cười nói. Tất cả là ngươi xứng đáng phải nhận. Là người đê tiện, ngươi không biết xấu hổ, muốn trèo lên giường của Phong cực. Là ngươi tự mình giết chết hài tử của ngươi. Chỉ có thể trách người tự mình tạo nghiệt thì phải gánh chịu hậu quả. Ngươi! Hồng Nguyệt tức giận đến mức cả người run rẩy. Nàng không nghĩ rằng miệng của nữ nhân này đến bây giờ vẫn ti tiện như vậy. Con trai ta, tốt xấu gì cũng là huyết mạch của tướng quân. Trong người nó chảy dòng máu cao quý của quý tộc. Còn đứa con trong bụng ngươi cũng chỉ là con của một mã phù đê tiện. Hồng Nguyệt âm ngoan, nhìn chằm chằm Tống Thi Linh, lặp lại câu nói vừa rồi của nàng ta. Nếu con trai ta đáng chết, vậy thì đứa trẻ đê tiện trong bụng ngươi còn đáng chết hơn. Trong mắt hàn quang chợt lóe, Hồng Nguyệt liếc mắt nhìn mấy nha hoàn đang đứng bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh. Các ngươi, chăm sóc nàng ta cho thật tốt, nhớ kỹ, nhất định phải hào hào chiếu cố hải tử trong bụng nàng ta. Tiếng nói vừa dứt, trong ánh mắt kinh sợ của Tống Thi Linh, nha hoàn đang giữ chặt phía sau, đột nhiên đẩy mạnh ả một cái, cả người lập tức bị đẩy tới trước mặt mấy nha hoàn đang bước đến. Đám nha hoàn nhấc chân, lập tức đá lên bụng ả, mỗi một đá đều cực kỳ hung ác và tàn nhẫn. Tống Thi Linh thét lên, rất nhanh, hạ thân liền chảy ra một chất lỏng. Nhìn thấy dòng chất lỏng đỏ chói mắt kia, Hồng Nguyệt giống như lên cơn điên, hai mắt nàng ta trừng lớn, miệng không ngừng hét lên. Đúng vậy, chính là như vậy, đá mạnh vào cho ta, để cho thứ đê tiện kia không có cơ hội sống sót. Hồng Nguyệt, người chết không tử tế được. Sắc mặt Tống Thi Linh trắng bệch, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, gần từng chữ.
Ta có thể chết tử tế hay không, ta không cần biết. Ta chỉ cần biết người chết trước ta là được rồi. Hồng Nguyệt nâng môi cười, âm thanh lạnh lẽo. Đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Ngay lập tức cửa lớn bị đẩy ra. Nha hoàn Thanh U từ bên ngoài chạy vào. Phu nhân, tướng quân có việc tìm ngài, muốn ngài nhanh chóng đi tới đó. Hồng Nguyệt nhăn mi, nhìn nữ nhân chỉ còn hơi thở thoi thóp nằm dưới đất, hỏi Thanh U. Người có biết là có chuyện gì không? Thanh U lắc đầu. Nô thì không biết, chỉ biết là tướng quân muốn ngài mau tới đại sảnh. Các người trông coi nữ nhân này cho tốt, chờ cho tiện loại trong bụng ả ra ngoài hết thì mời đại phu tới. Nhớ kỹ, đừng để cho ả chết dễ dàng như vậy. Trong mắt Hồng Nguyệt, xẹt qua tia sáng quỷ dị, sau khi phân phó hạ nhân, liệng nhất chân đi ra ngoài. Đến đại sảnh, Phong Cực ngồi trên ghế chủ vị đã mất kiên nhẫn, nhìn thấy Hồng Nguyệt vội vàng hỏi, nữ nhân điên Tống Thi Linh kia, nàng chưa giết chết ả đấy chứ? Hồng Nguyệt lạnh lùng, không chết được, bất quá cũng cách cái chết không xa. Ta không phải đã nói thời gian này nàng đừng động vào ả hay sao? Phong Cực nghe thấy câu trả lời của nàng thì không vui nói, ả là lợi thế của chúng ta, nếu không có ả, muốn giết chết Hạ Hầu Cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Hồng Nguyệt quay đầu, nhìn Phong Cực nhướng mày, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi. Ừ, cũng coi như hoàn thành. Nữ nhân kia nói, thiên môn muốn ngươi. Sau đó liếc nhìn Hồng Nguyệt một cái nhàn nhạt nói, tìm đại phu cho ả, ngàn vạn lần đừng để cho ả chết. Đau lòng. Hồng Nguyệt cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Đừng quên, ả chính là hung thủ hạ chết con trai ngươi. Cho dù Hạ Hầu Cảnh đã chết, ngươi cũng đừng mơ ta sẽ thả ả ra. Ta còn muốn tra tấn ả thật tốt. Hạ Hầu Cảnh hiện tại sống chết không rõ. Ta cần nữ nhân kia giúp ta tìm được thi thể của hắn. Ngày mai ta sẽ kéo dài thời gian một chút. Ngươi trông coi cho tốt. Thu của nhi tử ta sẽ không quên. Nguyệt Nhi, nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng. Chương 127. Nhất định phải kiên trì. Trời xanh mây trắng, cung định hoàng bích rực rỡ, ngói đỏ tường cao dưới ánh mặt trời càng tăng thêm vẻ cao quý uy nghiêm, lầu các uốn lượn, hoa thơm cỏ lạ, hoàng cung tôn quý xa hoa là thế nhưng lại không có một tia nhân khí. Nghe được tin tức Bạch Phong mang tới, trên mặt Vân Tuyết Phi hiện lên vẻ ngưng trọng. Hạ Hầu Cảnh sau khi nhận được một lá thư thì đột ngột mất tích. Điều này chứng tỏ người viết lá thư này đã dụ hắn ra phủ, từ đó đến nay còn chưa trở về. Lá thư kia rốt cuộc viết cái gì? Vân Tuyết Phi cau mày, trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng. Chỉ cần nghĩ đến hắn có thể gặp nguy hiểm, nàng lại không khống chế được mà lo lắng bất an. Một trận gió đúng lúc thổi tới, lộ ra một tia hàn khí. Cách đó không xa có tiếng nói chuyện của một đôi nam nữ. Vân Tuyết Phi dừng chân, nhìn về phía phát ra âm thanh, hai bóng dáng liền lọt vào tầm mắt. Hạ đại ca, muội không muốn xuất cung, không muốn rời khỏi huynh. Lệ Họa cầm khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng nói lộ rõ khẩn cầu và bi thương. Họa, trong cung người lừa ta gạt, không thích hợp với muội. Ở ngoài ta đã bố trí nơi ở, muội và Lệ Hoa đến đó. Sau này tìm một nam nhân tốt gả đi, ta sẽ chuẩn bị đồ cưới cho các muội, để các muội cả đời phú quý không lo. Âm thanh Hạ Hầu Huyền không mang theo một chút cảm xúc nào, khiến cho trong không khí nơi này càng thêm lạnh lẽo. Trong lòng Lệ Họa cực kỳ sợ hãi, vội vàng mở miệng cự tuyệt. Không, muội không muốn xuất cung, muội muốn ở lại bên cạnh huynh, cho dù làm tỳ nữ cũng không sao. Nghe vậy, Hạ Hầu Huyền không những không cảm động, trong mắt còn hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén như chim ưng dừng ở trên mặt nàng ta, giọng nói đột nhiên trở nên âm trầm. Họa, nghe lời, cuộc sống ở ngoài cung cũng không kém trong cung, nhà hoàn tỳ nữ, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, cái gì cũng không thiếu, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi. Nhưng mà nơi đó không có huynh. Lê Họa kịch liệt phản bác, con ngươi xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ. Ở nơi đó, các muội chính là chủ nhân, không có luật lệ ước thúc, có thể thoải mái làm việc mình thích. Nếu muội tìm được ý trung nhân, muội có thể gả cho hắn. Còn nếu không gặp được, muội cũng có thể sống một đời tự do tự tại, vinh hoa phú quý. Nhưng người muội thích chính là huynh. Lê Họa duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Hạ Hầu Huyền, vội vàng thổ lộ với hắn. Lúc đầu, muội thích huynh xác thực có một phần là do thân phận hoàng đế của huynh. Nhưng mà, lòng người đâu phải là sắt đá. Thời gian dài như vậy rồi, huynh quan tâm muội, chiếu cố muội. Muội thực sự thích huynh, coi huynh là trời của muội. Cho dù huynh không phải là hoàng đế, muội cũng không bao giờ rời khỏi huynh. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền sâu thẳm, bình tĩnh nhìn nữ nhân thâm tình trước mắt.
Bốn mắt chạm nhau, hắn đột nhiên nhẹ nhàng cười. Muội nói muội yêu ta, cho dù ta không phải là hoàng đế thì cũng nguyện ý ở lại bên cạnh ta. Lê Họa lập tức gật đầu, càng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói kiểu mị nhỏ nhẹ vang lên. Mặc kệ huynh có phải là hoàng đế hay không, huynh vĩnh viễn là hạ đại ca ở trong lòng muội, muội nguyện ý ở lại bên cạnh huynh cả đời. Tiếng nói vừa dứt, nàng nhẹ nhàng xoa bụng, nơi đang dựng dục kết tinh tình yêu của hai người, mỉm cười hạnh phúc. Hạ Hầu Huyền không chú ý động tác của nàng, hắn mím môi, nhìn chằm chằm Lê Họa, sau đó quay đầu rồi tầm mắt sang hướng khác, sắc mặt đen tối không rõ. Nhưng mà, bây giờ ta vẫn là hoàng đế, vậy phải làm sao bây giờ? Huynh là hoàng đế, vậy thì muội sẽ bồi huynh ở lại trong hoàng cung. Cho dù nơi này ngươi lửa ta gạt, chỉ cần là vì huynh, muội nhất định sẽ không hối hận. Ha! Hạ Hầu Huyền cười một tiếng, rút cánh tay đang bị Lê Họa ôm lấy ra. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía không trung. Hạ đại ca, huynh... Lê Họa nhìn sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, trong lòng không khỏi hiện lên một chút bất an. Đáng tiếc, người yêu ta, nhưng ta lại không yêu ngươi. Huynh muốn vứt bỏ muội. Sắc mặt Lê Họa tái nhợt, khó khăn thốt ra một câu. Đến bây giờ, nàng mà không nhìn ra ý tứ của hắn thì đúng là kẻ ngu rồi. Hạ Hầu Huyền vội vã muốn đuổi nàng xuất cung. Lý do bên ngoài là vì muốn tốt cho nàng. Vừa rồi nàng thực sự tin như vậy. Nhưng câu nói vô tình và biểu cảm kỳ lạ của hắn đã cho nàng thấy được một sự thật mà nàng không muốn thừa nhận. Sao có thể nói là vứt bỏ? Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta, các ngươi sẽ có cuộc sống cẩm y ngọc thực, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền vẫn lạnh lẽo như cũ, không có lấy một chút độ ấm. Lệ Họa nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong mắt một mảnh mông lung, không biết là do ánh mặt trời quá mức chói mắt hay là căn bản từ trước đến nay nàng chưa từng hiểu rõ hắn. Trước kia, chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ cơ mà. Lê Họa nhìn khuôn mặt quen thuộc lại giống như xa lạ, không ngừng lẩm bẩm. Huynh không yêu muội cũng không sao, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như trước kia. Muội sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ không làm huynh cảm thấy phiền toái. Chỉ cần huynh có thể cho muội ở bên cạnh huynh là tốt rồi. Đủ rồi. Hạ Hầu Huyền không kiên nhẫn cắt đứt lời nàng ta, nhìn chằm chằm vào mắt Lê Họa, gần từng chữ một. Tất cả ta đã an bài tốt, ngày mai ngươi và Lê Họa lập tức xuất cung. Lê Họa sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, cả người cứng đờ, trong lòng đau đớn như bị dao cứa, môi run run hỏi, có phải huynh đã thích nữ nhân khác, cho nên mới vội vã đưa muội và Lệ Hoa xuất cung? Hạ Hầu Huyền mấp máy môi, sắc mặt âm trầm, đôi mắt thâm thúy như đại dương, khiến người ta không nhìn rõ ra cảm xúc của hắn. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đoán đúng rồi, mở miệng muốn nói nhưng cái gì cũng không nói được. Người trở về thu xếp đi, tất cả ta đã đều chuẩn bị tốt, sẽ không khiến các người chịu ủy khuất. Hạ Hầu Huyền duỗi tay xoa xoa trán có chút mệt mỏi nói, cứ như vậy đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn coi như không thấy ánh mắt cầu xin của Lê Họa, xoay người bước đi. Không ngờ hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy được dung mạo quen thuộc. Trong lòng hắn khẩn trương, biểu cảm lạnh lùng trên mặt rốt cuộc xuất hiện vết nứt. Hắn hơi ngây người một chút, không biết phải đối mặt với nàng thế nào. Phỉ Nhi, nàng tới đây từ lúc nào? Vân Tuyết Phi không nghĩ tới nàng vừa ra ngoài lại đụng phải trò hay như vậy. Nàng hơi nhếch môi, liếc mắt nhìn Lê Họa một cái, giọng nói lạnh nhạt. Ta chỉ là trùng hợp đi qua đây thôi, các người cứ nói chuyện tiếp đi, ta đi ngay bây giờ. Hạ Hầu Huyền gấp gáp, vội vàng nhấc chân lớn tiếng gọi. Phỉ Nhi, khoan đã, ta có chuyện muốn nói với nàng. Vân Tuyết Phi dừng chân, cũng không hề quay đầu, âm thanh hững hờ. Chuyện gì? Thấy thái độ của nàng như vậy, Hạ Hầu Huyền nắm chặt tay. Phỉ Nhi, chúng ta đã mấy ngày không gặp, ngồi xuống tâm sự một chút được không? Ánh mắt hắn nhìn bóng lưng lạnh bạc phía trước, cẩn thận hỏi. Sắc mặt Vân Tuyết Phi bình tĩnh, nàng quay đầu, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hạ Hầu Huyền, ta với ngươi đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Bất luận ngươi làm cái gì, ta cũng không muốn có một chút quan hệ nào với ngươi. Chúng ta chỉ là hai đường thẳng song song. Mong rằng sau này, ngươi đừng quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Phỉ Nhi, ta thật sự biết sai rồi. Ánh mắt chua xót, hắn chỉ có thể nói một câu duy nhất này. Lê Họa đứng phía sau, lặng lặng theo dõi cuộc đối thoại của hai người. Ngữ khí của hắn hèn mọn như vậy, giống như thái độ của nàng đối với hắn. Hóa ra lời hắn nói là thật, bởi vì không yêu nên mới không do dự tổn thương nàng. Hạ Hầu Huyền, chúng ta không đi chung đường. Người vẫn nên đối xử thật tốt với vị đang đứng sau lưng ngươi thì hơn. Nàng ta đang mang thai hài tử của ngươi đó.
Vân Tuyết Phi bỏ xuống một câu, sau đó không chút do dự bước đi. Hải tử! Hạ Hầu Huyền giống như bị sét đánh trúng, nhìn bóng dáng càng ngày càng xa kia, hắn muốn lên tiếng giữ nàng ở lại. Nhưng sự thật, hắn phản bội nàng đang ở ngay trước mặt, hắn không cách nào mở miệng. Sao có thể như vậy? Hắn say rượu cùng nữ nhân này xảy ra quan hệ một lần duy nhất, sao có thể có hài tử? Cả người Lê Họa cứng đờ, nàng không ngờ Vân Tuyết Phi lại nói ra bí mật của mình. Đáng lẽ vừa rồi, nàng nên đồng ý xuất cung mới đúng. Xem thái độ lạnh nhạt của Hạ Hầu Huyền, đứa nhỏ trong bụng nàng chắc chắn không thể giữ lại được. Nghĩ như vậy, một luồng khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân. Nàng lấy tay ôm bụng, sợ hãi nhìn nam nhân vẫn đứng yên không nhúc nhích kia. Người mang thai. Hơi thở của hắn nháy mắt trở nên âm trầm, môi mỏng mím thành một đường, vẫn không hề xoay người lại. Lông mi thật dài khẽ run rẩy, ánh mắt trốn tránh, cả người nàng ta đều lạnh lẽo, vội vã nói. Ngày mai muội sẽ xuất cung, sau này sẽ tự chiếu cố mình thật tốt, sẽ không khiến huynh phải gặp phiền toái. Hải tử trong bụng là chỗ dựa duy nhất của nàng, là thân nhân duy nhất của nàng trên đời này, nàng nhất định không thể để mất nó. Nghe được đáp án có lệ của nàng, Hạ Hầu Huyền sao lại không đoán ra? Ánh mắt hắn tối sầm lại, chậm rãi quay người bước về phía Lê Họa, đứng cách nàng khoảng 3 bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng ta, lại lặp lại câu hỏi lần nữa. Người đang mang thai? Cả người nàng ta run lên, bất đắc dĩ gật đầu. Hạ đại ca, đứa nhỏ này là của một mình muội, muội sẽ không làm phiền huynh, huynh để muội xuất cung được không? Đứa nhỏ này không thể giữ lại, không thể giữ lại. Ánh mắt hắn toát ra một chút hàn khí, nhìn chằm chằm vào cái bụng còn chưa nhô cao, giống như trong đó không phải là con, mà là kẻ thù của hắn. Hắn nhất định sẽ không để đứa nhỏ này sinh ra, nếu không thì ngay cả tư cách tranh đoạt phỉ nhi với Tư Nam Tuyệt hắn cũng không có, càng đừng nói tới tư cách đứng ở bên cạnh nàng. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, vì thế đứa nhỏ này nhất định phải biến mất. Lúc Vân Tuyết Phi trở lại trường nhạc điện, Thiên Tầm đang nôn nóng đi đi lại lại ở trước cửa. Vừa nhìn thấy chủ tử trở lại, lập tức chạy tới. Chủ tử, ngài đã trở lại. Vân Tuyết Phi nâng mắt nhìn nàng hỏi, có tin tức gì của A Cảnh sao? Thiên Tầm liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới cẩn thận nói. Bạch Phong truyền tin tức tới, nói có người nhìn thấy Cảnh Vương gia và một nữ nhân khác ở cùng nhau. Nhưng mà cái gì? Vân Tuyết Phi nôn nóng hỏi. Bây giờ nàng chỉ cần Hạ Hầu Cảnh không có việc gì là tốt nhất. Nhưng mà Cảnh Vương gia hình như bị trọng thương. Hơn nữa, ngoài chúng ta còn có một nhóm người cũng đang truy lùng tung tích của ngài ấy. Thần sắc trên mặt nàng ngưng trọng báo cáo tình huống. Bị trọng thương. Cả người Vân Tuyết Phi mềm nhũn, đầu óc đau buốt từng cơn. Hạ Hầu Cảnh, người nhất định phải kiên trì. Chủ tử, vừa rồi người của Thọ Ninh Cung tới đây, nói Thái Hậu triệu ngài qua đó. Tập 24 dừng lại ở đây. Mục đích của Tiêu Thái Hậu muốn gặp Vân Tuyết Phi trong lúc tin tức Hạ Hầu Cảnh bị trọng thương được truyền ra là để làm gì? Mời các bạn đón nghe tập 25 được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai trên kênh Truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Cảm ơn và hẹn gặp lại!